Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ra văn bản giao thanh tra tỉnh khẩn trương thanh tra toàn diện dự án hồ chứa nước Đông Thanh, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà để Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà và chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo bảo đảm kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện dự án. Dự án hồ chứa nước Đông Thanh có tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, được khởi công từ tháng 5 năm 2021, dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Đến giữa năm 2023 thì xảy ra sự cố sạt trượt, sụt lún đất ở khu vực gần một số công trình hồ Đông Thanh. Hiện sự cố sụt lún, sạt trượt đất vẫn đang và tiếp tục diễn ra tác động trực tiếp đến các hạng mục công trình đầu mối đang thi công sở nông nghiệp và phát triển nông thôn kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thanh tra tỉnh sớm có kết luận thanh tra và ủy ban nhân dân huyện lâm hà có báo cáo chính thức đề xuất biện pháp xử lý sự cố sụt lún sạt trượt đất nhằm bảo đảm tích nước an toàn ổn định lâu dài trong giai đoạn thi công cũng như trong giai đoạn quản lý vận hành ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ủy ban nhân dân huyện lâm hà khẩn trương hoàn thành báo cáo xác định nguyên nhân đề xuất các giải pháp xử lý sự cố trong thời gian sớm nhất